Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh. Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm, và các bạn công an, bộ đội thân mến. Tuần trước, chúng ta có nói tới người thanh niên trẻ Nguyễn Lâm Hoàng Bảo. Sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự, đã tự giác nhận ra được gốc rễ của tình trạng suy thoái, mất dần chủ quyền của đất nước ta hiện nay là do sự thối nát, phản động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh cũng đã phân biệt được rất rõ, chống Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là chống tổ quốc, cũng không phải là chống dân tộc như các luận điệu dối trá, lừa bịp của Đảng Cộng sản đang tuyên truyền trong quân đội và công an. Hiện tượng nhận thức nhanh chóng và khẳng khái bày tỏ quan điểm chống Đảng Cộng sản của Nguyễn Lâm Hoàng Bảo chứng tỏ rằng trong lực lượng công an và quân đội hiện nay, chắc chắn đã có rất nhiều người đã nhận ra được sự thật và đang căm giận sự độc ác, phản trắc của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn dân tộc. Như chúng ta đã chia sẻ, cuộc kháng chiến chống Cộng sản Việt Nam để cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi hiểm họa Bắc thuộc đã và đang diễn ra vừa công khai vừa âm thầm. Cả hai lực lượng công khai và âm thầm đều đang chia sẻ một mục tiêu chung. Để cứu nước phải chống Tàu, và để chống Tàu phải chống Cộng. Chúng ta không thể chống được Tàu nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn thống trị, còn độc quyền kiểm soát quân đội, công an và các nguồn lực xã hội. Như chúng ta đã thấy, các hoạt động chống Trung Cộng những năm gần đây thường xuyên bị ngăn cản, phá hoại do sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nhà hoạt động, người biểu tình chống Trung Cộng bị sách nhiễu, bị bắt giữ, bị hành hung, không phải bởi người Trung Quốc, mà bởi chính các viên công an người Việt Nam, cam chịu làm theo lệnh của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cơ sở kinh doanh của Trung Cộng đang phá hoại môi trường như Formosa, Vũng Áng, Bauxite, Nhân Cơ, đang tiếp tục giết hại môi trường sống của người Việt chúng ta dưới sự bảo kê, trợ giúp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những đoàn người du lịch Trung Quốc mới đây có thái độ hung hăng, bạo ngược với người Việt Nam chúng ta ngay tại Đà Nẵng, tại Nha Trang và nhiều nơi khác là hệ lụy của thái độ tuân phục, hèn nhược rõ rệt của Đảng Cộng sản Việt Nam trước sự xâm lăng của Trung Cộng trong nhiều năm qua. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo xóa bỏ, đục bỏ hoặc làm mờ đi sự kiện quân và dân ta đã phải chiến đấu, hy sinh bỏ mình trong các cuộc chiến chống giặc bành trướng Cộng sản Bắc Kinh trong các tài liệu lịch sử, sách giáo khoa, bản đồ và trên cả thực địa lịch sử. Các vị trí chiến lược xung yếu về an ninh, quân sự của Việt Nam từ Đồng Bằng tới Cao Nguyên, từ Duyên Hải tới miền Sơn Cước, từ miền Trung cho tới Nam, Bắc, từ Hà Nội, Sài Gòn cho tới các hải đảo xa xôi, đều đã có sự hiện diện của rất nhiều người Trung Quốc và các công trình do Trung Cộng xây cất với sự cho phép công khai hoặc làm ngơ đồng lõa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực phẩm và các hàng hóa nhiễm chất độc gây hủy hoại sức khỏe, gây ung thư từ Trung Cộng đang hàng ngày, hàng giờ được tuôn vào Việt Nam để làm suy nhược dòng giống dân tộc ta với sự phó mặc tiếp tay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các hệ thống điều hành điện tử của các tổ chức lớn và đài phát thanh Việt Nam gần đây bị thâm nhập, bị chiếm quyền sử dụng trong nhiều giờ để tuyên truyền cho chủ quyền của Trung Cộng, và ngay chính các chương trình truyền hình của VTV đã nhiều lần tuyên truyền cho hình ảnh bá quyền của Trung Cộng, là bằng cớ không thể phủ nhận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đồng lõa tiếp tay, vừa phó mặc cho Trung Cộng
xâm nhập thôn tính Việt Nam. Chúng ta thấy cuộc thâm nhập thôn tính đô hộ Việt Nam của Trung Cộng đang thực hiện một cách quyết liệt nhưng hết sức êm ả và dễ dàng chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam như thế, là bởi lần này lũ xâm lược phương Bắc đã có sự trợ giúp đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu diễn tiến này không bị chặn lại, chắc chắn chỉ trong một thời gian không xa, toàn thể nhân dân Việt Nam và đất nước chúng ta, trong đó gồm cả lực lượng quân đội, công an, sẽ phải nằm dưới sự cai trị bạo hành, khinh miệt của những tên quan cai trị Trung Cộng núp dưới bóng Đảng Cộng sản Việt Nam. Mệnh hệ của dân tộc Việt Nam, tương lai gần của chúng ta và số phận của con cháu chúng ta có thoát khỏi sự cai trị bạo ngược, mang rợ của Trung Cộng hay không là phụ thuộc vào những hành động ngày hôm nay của chúng ta. Công an và quân đội là hai lực lượng nòng cốt được nhân dân chu cấp, nuôi dưỡng để bảo vệ nhân dân, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ đất nước. Do vậy, chính các anh chị em công an, an ninh và các binh sĩ, bộ đội, sĩ quan, quân đội Việt Nam hôm nay đang tự gánh trên vai một sứ mệnh lịch sử, trọng đại và vẻ vang. Sứ mệnh cứu nước. Muốn cứu nước phải chống Tàu. Muốn chống Tàu phải chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Tâm Anh và Tiến Văn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.